Hồ Xuân Hương, bà Nguyễn Thanh Quang, Xuân Quỳnh, Đoàn Thị Điểm. 5 giây bắt đầu. Nguyễn Thị Hinh là tên thật của nữ thi sĩ nào sau đây? Đó là tên thật của bà Nguyễn Thanh Quang. Câu hỏi này chỉ có 2 thí sinh trả lời đúng. Chất khí nào sau đây là đơn chất? Khí carbonic, khí sulfur, khí hydro, khí CFC. 5 giây bắt đầu. Chất khí nào sau đây là đơn chất? Đó là khí hydro. Câu hỏi này không có thí sinh nào trả lời đúng. Câu hỏi số 9, câu hỏi cuối cùng của các thí sinh như sau. Thiều Hoa, nàng nội là những nữ tướng nổi tiếng của nước ta dưới thời nào? Hai Bà Trưng, nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn. 5 giây bắt đầu. Thiều Hoa, nàng nội là những nữ tướng nổi tiếng của nước ta dưới thời nào? Đó là những vị nữ tướng nổi tiếng dưới thời Hai Bà Trưng. Câu hỏi này chỉ có 1 thí sinh trả lời đúng. Và tiếng len keng này cho chúng ta biết rằng vòng 1 đã kết thúc. Hãy cùng nhìn lên màn hình để biết điểm số của các thí sinh. Điểm số của các thí sinh sau những câu hỏi của vòng 1 như sau. Vị trí dẫn đầu là Đăng Khoa, em ghi được 5 điểm. Công Lý 4 điểm. Hai thí sinh được 3 điểm là Hải Đăng và Sĩ Hoàng. Ba thí sinh được 2 điểm là Chế Thanh, Minh Hoàng, Anh Minh. Viết Hậu ghi được 1 điểm. Như vậy, 4 thí sinh ở vị trí đầu tiên xác định được vào vòng 2. Và thí sinh Phan Viết Hậu phải chia tay với chương trình. Ba thí sinh Chế Thanh, Minh Hoàng và Anh Minh sẽ cùng đến với vòng thi loại trực tiếp với hình thức ghép đáp án để chọn ra 2 thí sinh cùng có mặt ở vòng 2. Chế Thanh, Minh Hoàng và Anh Minh, hãy nhìn lên màn hình để xem đề thi dành cho các em ở phần ghép đáp án. Cột 1, phương tiện gồm tàu thuyền, ô tô, xe lửa, máy bay. Cột 2, giao thông gồm đường hàng không, đường sắt, đường thủy, đường bộ. Mời các em. Kết quả của phần ghép đáp án như sau. 1C, 2D, 3B, 4A. Hai thí sinh ghép đúng và nhanh nhất đó là Anh Minh và Minh Hoàng. Chúc mừng hai em. Và như vậy chúng ta đã xác định được danh sách của 6 thí sinh có mặt ở vòng 2 của chương trình ngày hôm nay. Đó là các thí sinh Phan Đăng Khoa, Lê Công Lý, Lê Thanh Hải Đăng, Nguyễn Sĩ Hoàng. Thí sinh tiếp theo Nguyễn Hoàng Anh Minh và Đào Minh Hoàng. Chúc mừng các em. Và như vậy chúng ta sẽ chia tay với Nguyễn Chế Thanh và Phan Viết Hậu, cậu bé đến từ thành phố Vũng Tàu. Hai em sẽ ra về với phần học bổng trị giá 500.000 đồng và một kỷ niệm chương của ban tổ chức. Và 6 thí sinh dẫn đầu sẽ cùng tiếp tục có mặt ở vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Để xác định vị trí và thứ tự ưu tiên của các thí sinh ở vòng 2, các em sẽ cùng đến với trò chơi giải mã. Đây là một trò chơi cũng hết sức quan trọng để giúp các em lựa chọn được lĩnh vực yêu thích của mình. Và bây giờ là đề thi giải mã dành cho các em. Dãy số 2, 4, 7. Gợi ý, không khí, mời các em. Đã có 3 thí sinh thành công. Bốn thí sinh thành công ở phần giải mã. Các thí sinh đã hoàn thành phần giải mã. Từ khóa của chúng ta đó là E, không khí. Kết thúc trò chơi giải mã, vị trí của các thí sinh ở vòng 2 này như sau. Ở vị trí số 1 là Hải Đăng, số 2 Anh Minh, số 3 Đăng Khoa, tiếp theo là Minh Hoàng, Công Lý và Sĩ Hoàng.
30 giây bắt đầu. Cá sấu thuộc lớp cá hay bò sát? Bò sát. Cùng một thể tích nước đá nhẹ hơn nước lỏng, đúng hay sai? Nhẹ. Đúng, chính xác. Chu kỳ phát triển của bướm gồm bao nhiêu giai đoạn? 4. Chính xác. Cơ quan thính giác của đa số động vật nằm ở đâu? Ở trên đầu. Chính xác. Cây củ cải đường được trồng phổ biến ở miền ôn đới. Miền nhiệt đới. Ôn đới. Cây tre càng lớn thì càng to ra rất nhiều, đúng hay sai? Đúng. Không chính xác. Cơ quan phát sáng của đom đóm nằm ở đầu hay dưới bụng? Dưới bụng. Chính xác. Ông thợ là ông cái hay ông đực? Ông đực. Chính xác. Ở các vùng cao người ta có sử dụng năng lượng nước chảy vào sinh hoạt hàng ngày hay có. Không? Có. Chính xác. Và như vậy Sĩ Hoàng cũng đã ghi được 7 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Chúc mừng em. Lượt lựa chọn đầu tiên, điểm số của các thí sinh như sau. Cùng được 7 điểm là hai thí sinh Đăng Khoa và Sĩ Hoàng. 6 điểm là Anh Minh. Các em hãy thật cố gắng, bình tĩnh và cũng thêm phần tự tin ở lượt lựa chọn thứ hai của mình. Lượt lựa chọn thứ hai của Hải Đăng. Em xin chọn chủ đề toán học. Hình chữ nhật là một hình bình hành có điều gì đặc biệt? Bỏ qua. Góc vuông. 1,5 giờ có bao nhiêu phút? 90 phút. Đúng. Số 65.610 có chia hết cho. Hãy tìm nhanh ước số chung lớn nhất của 42 và 70, 14. 2/9 là phân số tối giản, đúng hay sai? Chính xác. Số tự nhiên 1368 có chia hết cho 9 hay không? Thì có. Chính xác. Hãy tìm nhanh bộ số chung nhỏ nhất của 8 và 12. 24. So sánh hai phân số 5/12 và 1/24. Nhỏ hơn 1/11/24. Chính xác. Hải Đăng đã ghi thêm được 4 điểm ở lượt lựa chọn thứ hai của mình. Chúc mừng em. Chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của Anh Minh. Em xin chọn lĩnh vực văn học. Hãy đọc vế tiếp theo để hoàn thành câu tục ngữ có công mài sát kim. Đúng. Loài chim nào dùng làm hình tượng mùa xuân mở đầu truyện chiều? Đúng. Dragon Ball là bộ truyện tranh kiểu tranh có tên Bảy viên ngọc rồng. Chính xác. Truyện cổ tích Lọ thuốc trường sinh còn có tên gọi khác là gì? Ai mua hành tôi? Hình thức truyện tranh sơ khai đã từng có Việt Đúng. Nam trước khi truyện tranh. Chính xác. Truyện ngắn Hoa Tiên Gôn nổi tiếng ở thập niên 30 là TTKH hay Thanh Châu? Chính xác. Tác giả kịch bản phim Cánh đồng hoang và Mùa gió chiều là nhà văn nào? Chính xác. Gosho Aoyama là tác giả bộ truyện tranh nổi tiếng nào? Thám tử lừng danh Conan hay Doraemon? Thám tử lừng danh Conan. Chính xác. Anh Minh ghi được 7 điểm ở lượt lựa chọn thứ hai của mình, nâng điểm số em lên 13 điểm. Chúc mừng em. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của Đăng Khoa. Dạ thưa chị, em xin chọn chủ đề âm nhạc. Nhà thiếu nhi quận nào của thành phố Hồ Chí Minh là nơi ươm mầm những giọng hát hay? Thành phố Hồ Chí Minh. Quận 1. Bài dân ca nào mở đầu bằng những từ tình bằng? Cơm. Chính xác. Ca khúc thiếu nhi nào có tên nhiều thứ cây ăn trái Nam Bộ? Qua. Vườn cây của ba. Bộ môn nào chuyên tập luyện những kỹ năng cho giọng hát? Thanh nhạc. Chính xác. Ca sĩ đoạt giải tiếng ca học đường 2007 là Trần Khởi My, đúng hay sai? Sai. Không chính xác. Ca trù còn gọi là hát ả đào, đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Hầu hết các bài dân ca Việt Nam đều có tựa nằm ngay trong câu đầu hay cuối của bài. Sai. Hát. Đầu ả đào. Đăng Khoa ghi thêm được 3 điểm và điểm cuối của em đến thời điểm này là 10 điểm. Và đây là lượt lựa chọn của Minh Hoàng. Dạ em chọn lĩnh vực tiếng Việt. Tìm một từ xưa chỉ người đàn ông làm nghề đánh cá ngoài biển. Bỏ qua. Ngư phủ. Tận tâm và tận tình là hai từ cùng nghĩa hay gần nghĩa? Cùng nghĩa. Chính xác. Tìm từ lấy trong câu hoàng chợt nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tóc. Chính xác. Tìm các động từ trong tục ngữ đi một ngày đàn học một đi. Khôn. Đi học. Chính xác. Trong tiếng Việt một từ có thể mang nhiều nghĩa hay không? Có. Chính xác. Tìm tính từ trong câu An là học sinh chăm chỉ nhất lớp. Tính từ. Chăm chỉ. Chính xác. Tìm động từ trong câu lên 6 tuổi chú bé hiền học ông thầy trong làng. Học. Chính xác. Minh Hoàng đã vừa ghi thêm được 6 điểm ở lượt lựa chọn thứ hai của mình, một điểm số rất cao. Chúc mừng em. Bây giờ là lượt lựa chọn của Công Lý. Em sẽ lựa chọn lĩnh vực nào đây? Em lựa chọn lĩnh vực lịch sử. Lần theo dấu vết vật gì Trọng Thủy tìm được Mỹ Châu? Lông áo. Lông chim. Chính xác. Ngày 19 tháng 12 hàng năm lễ tri ân các liệt sĩ Sài Gòn Gia Định diễn ra tại đền Bến Dược, đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Năm 1257 nhà Hậu Lê bị mất ngôi về tay ai? Bỏ qua. Mạc Đăng Dung. Người nữ anh hùng lực lượng vũ trang nào được tôn vinh là nữ kiệt miền Đông, Hồ Thị Bi hay Tạ Thị Kiều? Tạ Thị Kiều. Hồ Thị Bi. Chức quan võ cao nhất đời Lý Trần là Thái Uy.